Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là hình ảnh có một chiều thứ sáu, các Phật tử tới cúng dường phong quả bằng sức lực và trí tuệ, đang thay đổi cái mái chùa cho phù hợp với những đường cong của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Sự miệt mài và nhiệt thành với tấm lòng cao cả với chỉ một số Phật tử, nhưng từng ngày ta thấy ngôi chùa Chánh Lợi đang chuyển mình hình thành và cách thật mỹ mãn theo tinh thần của những người trong kiếp này đang thọ giáo pháp của người